linh cầu, những sinh vật này nổi tiếng, thường bị hiểu lầm. Chúng không chỉ là loài ăn xác thổi, ẩn nấp trong bóng tối. Linh cầu là loài động vật thông minh, sống theo bầy đàn. Chúng sống trong các nhóm phức tạp gọi là thị tộc. Chúng giao tiếp bằng tiếng hú, tiếng la hét và tiếng cười khúc khích. Và chúng là những kẻ săn mối cực kỳ thành công. Điều thực sự hấp dẫn ở những loài động vật này là cấu trúc xã hội khác thường của chúng. Trong thế giới của linh cầu, con cái thống trị. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi đấy. Linh cầu cái to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn con đực. Những sinh vật này nổi tiếng thường bị hiểu lầm. Chúng không chỉ là loài ăn xác thời, ẩn nấp trong bóng tối. Linh cầu là loài động vật thông minh, sống theo bầy đàn. Chúng sống trong các nhóm phức tạp gọi là thị tộc. Chúng giao tiếp bằng tiếng hú, tiếng la hét và tiếng cười khúc khích. Và chúng là những kẻ săn mồi cực kỳ thành công. Điều thực sự hấp dẫn ở những loài động vật này là cấu trúc xã hội khác thường của chúng. Trong thế giới của linh cầu, con cái thống trị. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi đấy. Linh cầu cái to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn con đực. Chúng không chỉ là loài ăn xác thôi, ẩn nấp trong bóng tối. Linh cầu là loài động vật thông minh, sống theo bầy đàn. Chúng sống trong các nhóm phức tạp, gọi là thị tộc. Chúng giao tiếp bằng tiếng hú, tiếng la hét và tiếng cười khúc khích. Và chúng là những kẻ săn mới cực kỳ thành công. Điều thực sự hấp dẫn ở những loài động vật này là cấu trúc xã hội khác thường của chúng. Trong thế giới của linh cầu, con cái thống trị. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi đấy. Linh cầu cái to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn con đực. Linh cầu là loài động vật thông minh, sống theo bầy đàn. Chúng sống trong các nhóm phức tạp gọi là thị tộc. Chúng giao tiếp bằng tiếng hú, tiếng la hét và tiếng cười khúc khích. Và chúng là những kẻ săn mồi cực kỳ thành công. Điều thực sự hấp dẫn ở những loài động vật này là cấu trúc xã hội khác thường của chúng. Trong thế giới của linh cầu, con cái thống trị. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi đấy. Linh cầu cái to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn con đực. Chúng sống trong các nhóm phức tạp gọi là thị tộc. Chúng giao tiếp bằng tiếng hú, tiếng la hét và tiếng cười khúc khích. Và chúng là những kẻ săn mồi cực kỳ thành công. Điều thực sự hấp dẫn ở những loài động vật này là cấu trúc xã hội khác thường của chúng. Trong thế giới của linh cầu, con cái thống trị. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi đấy. Linh cầu cái to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn con đực. Chúng giao tiếp bằng tiếng hú, tiếng la hét và tiếng cười khúc khích. Và chúng là những kẻ săn mồi cực kỳ thành công. Điều thực sự hấp dẫn ở những loài động vật này là cấu trúc xã hội khác thường của chúng. Trong thế giới của linh cầu, con cái thống trị. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi đấy. Linh cầu cái to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn con đực. Và chúng là những kẻ săn mồi cực kỳ thành công. Điều thực sự hấp dẫn ở những loài động vật này là cấu trúc xã hội khác thường của chúng. Trong thế giới của linh cầu, con cái thống trị. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi đấy. Linh cầu cái to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn con đực. Điều thực sự hấp dẫn ở những cái loài động vật này là cấu trúc xã hội khác thường của chúng. Trong thế giới của linh cầu, con cái thống trị. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi đấy. Linh cầu cái to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn con đực. Trong thế giới của linh cầu, con cái thống trị. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi đấy. Linh cầu cái to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn con đực. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi đấy. Linh cầu cái to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn con đực. Linh cầu cái to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn con đực. Ngay từ khi sinh ra, linh cầu cái đã khác biệt. Chúng được sinh ra với nồng độ hormone nhất định cao hơn, chẳng hạn như androstenedione. Điều này đặt nền móng cho vai trò thống trị của chúng. Khi chúng lớn lên, sự khác biệt càng trở nên rõ ràng hơn. Linh cầu đốm cái lớn hơn đáng kể so với con đực, đôi khi nặng hơn tới 20%. Sự khác biệt về kích thước này rất quan trọng. Nó mang lại cho chúng lợi thế trong các cuộc chiến và giúp chúng đảm bảo thức ăn cho bản thân và đàn con. Ở nhiều loài động vật, testosterone thúc đẩy sự hung dữ và thống trị ở con đực, nhưng linh cầu lại đảo ngược ý tưởng này. Mặc dù linh cầu đực có testosterone, nhưng mức độ của chúng thực sự thấp hơn so với con cái, đặc biệt là khi trưởng thành. Nồng độ hormone bất thường này góp phần tạo nên sức mạnh và sự hung dữ vượt trội của con cái. Nó cũng ảnh hưởng đến hành vi của chúng, khiến chúng táo bạo và quyết đoán hơn trong các tương tác xã hội. Phân bố thống trị và hệ thống phân cấp trong thị tộc linh cầu. Linh cầu sống theo thị tộc với hệ thống phân cấp xã hội nghiêm ngặt.
Trong mọi thị tộc, các thành viên đều có vị trí và vai trò riêng của mình. Hệ thống này không chỉ giúp duy trì trật tự mà còn đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cả đàn. Các linh cầu thường xuyên tương tác và thể hiện hành vi xã hội phức tạp để củng cố vị trí của mình trong hệ thống phân cấp. Đứng đầu hệ thống phân cấp này là con cái Alpha. Con cái Alpha không chỉ là thủ lĩnh mà còn là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực trong thị tộc. Cô ấy thường là con cái lớn tuổi nhất và có kinh nghiệm nhất, đã chứng tỏ được khả năng lãnh đạo qua nhiều năm. Cô ấy là thủ lĩnh của cả đàn, chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về săn bắn, lãnh thổ và sự an lành của thị tộc. Mỗi khi có một cuộc săn mới, con cái Alpha sẽ dẫn đầu và chỉ đạo các thành viên khác. Cô ấy cũng là người quyết định khi nào và ở đâu thị tộc sẽ di chuyển để tìm kiếm nguồn thức ăn mới. Con cái Alpha được ưu tiên tiếp cận thức ăn và bản tình. Khi có một con mồi mới, cô ấy sẽ là người đầu tiên được ăn, đảm bảo rằng cô ấy luôn có đủ năng lượng để duy trì vai trò lãnh đạo. Cô ấy cũng có quyền chọn bạn tình và thường là con đực mạnh mẽ nhất trong thị tộc. Cô ấy cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng thế hệ linh cầu tiếp theo. Con cái Alpha thường là mẹ của nhiều con non trong thị tộc và đảm bảo rằng chúng được chăm sóc và bảo vệ tốt nhất. Cô ấy dạy chúng cách săn mới và bảo vệ lãnh thổ, truyền đạt những kỹ năng cần thiết để chúng có thể trở thành những thành viên mạnh mẽ của thị tộc. Sự thống trị của cô ấy đảm bảo sự ổn định và thành công của toàn bộ thị tộc. Nhờ có con cái Alpha, thị tộc linh cầu có thể duy trì trật tự và phát triển mạnh mẽ trong môi trường khắc nghiệt của tự nhiên. Sự lãnh đạo của cô ấy không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn cho tất cả các thành viên trong thị tộc, từ những con non đến những con trưởng thành. Phần 5. Linh cầu chúa một đấng cấp riêng. Sự khác biệt về thể chất và hành vi giữa linh cầu đức và cái thực sự đáng chú ý. Linh cầu cái có cấu tạo giải phẫu đặc biệt khiến chúng khác biệt. Chúng có âm vật thon dài giống dương vật, khiến khó phân biệt giới tính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc điểm độc đáo này được gọi là dương vật giả, được sử dụng để đi tiểu, giao phối và thậm chí là sinh con. Đó là minh chứng cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc và sự độc đáo tiến hóa của những sinh vật hấp dẫn này. Phần 6. Vượt ra ngoài đồng cổ Savan, những điểm tương đồng trong thế giới động vật. Sự thống trị của linh cầu cái là một ngoại lệ trong thế giới động vật có vú, nhưng nó không hoàn toàn độc nhất. Các loài khác, như cầy Meerkat của châu Phi, cũng thể hiện sự thống trị của con cái. Trong xã hội Meerkat, con cái Alpha chịu trách nhiệm sinh sản và duy trì trật tự trong nhóm. Những ví dụ này từ thế giới động vật làm nổi bật sự đa dạng của các cấu trúc xã hội và thách thức những giả định của chúng ta về vai trò giỏi trong tự nhiên. Phần 7. Kết luận triều đại của linh cầu cái. Từ vóc dáng mạnh mẽ đến hành vi quyết đoán, linh cầu cái là một thế lực đáng gờm. Những con cái này không chỉ lớn hơn và mạnh mẽ hơn con đực, mà còn có một mức độ quyết đoán và hung hãn đáng kinh ngạc. Điều này giúp chúng duy trì vị trí thống trị trong bầy đàn, nơi mà sự cạnh tranh và xung đột là điều không thể tránh khỏi. Nồng độ androgen cao hơn của chúng, cùng với cấu trúc xã hội ưu tiên sự thống trị của con cái, đã khiến chúng trở thành những kẻ thống trị không thể tranh cãi của thị tộc. Trong thế giới của linh cầu, con cái không chỉ là những người lãnh đạo mà còn là những người bảo vệ và nuôi dưỡng bầy đàn. Chúng có khả năng điều khiển và kiểm soát các thành viên khác trong bầy, đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra theo ý muốn của chúng. Câu chuyện về linh cầu nhắc nhở chúng ta rằng thế giới tự nhiên đầy rẫy những điều bất ngờ. Những hành vi và cấu trúc xã hội của chúng thách thức những gì chúng ta thường nghĩ về vai trò giỏi trong tự nhiên. Linh cầu cái không chỉ là những kẻ săn mối mạnh mẽ mà còn là những nhà lãnh đạo tài ba, biết cách sử dụng sức mạnh và trí tuệ để duy trì sự ổn định và thịnh vượng của bầy đàn. Nó thách thức nhận thức của chúng ta về vai trò giỏi và làm nổi bật khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của sự sống trên trái đất. Trong khi nhiều loài khác tuân theo các quy tắc truyền thống về vai trò giỏi, linh cầu cái đã phát triển một hệ thống xã hội độc đáo, nơi mà sự thống trị và quyền lực thuộc về phái nữ. Điều này không chỉ giúp chúng tồn tại, mà còn phát triển mạnh mẽ trong môi trường khắc nghiệt của châu Phi. Trên những đồng cỏ savan rộng lớn của châu Phi, triều đại của linh cầu cái vẫn tiếp tục, một minh chứng cho sức mạnh và khả năng phục hồi của phái nữ. Những con cái này không chỉ là những kẻ thống trị, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và khả năng thích nghi. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng trong tự nhiên, sự sống luôn tìm cách để tồn tại và phát triển, bất kể những thách thức mà nó phải đối mặt.